Bạn lại cái chỗ áp tiếp Dạ món này nè, ok. bạn cái chỗ áp tiếp món gì mà này để nuôi lại sau. Tiếp theo là đưa máy lên bấm rep. Cái chống rung mình bật chưa? Mới khoanh lại để quay sau con đi ngày Rồi càng nói chuyện với mày trên trời à. Ok. Chống rung. Bật chống rung. Tôi Dễ bỏ tao nhớ. làm rồi. Chống rung rồi đúng không anh? Đúng rồi, đúng không? Bật chống rung. Ừ. Chống rung đỡ để quá quay sao mày có điên không? Mày hỏi hoài vậy. Nó cứ nhảy hoài luôn á. Dạ bấm rồi. Vậy đó luôn. Em xin lỗi em không có biết active mode là gì. Là em biết tưởng là là cái khác. Ok. Giờ là sụt em tự quay em á, em quay đi vậy vậy vậy. Em quay selfie em á, selfie không quay selfie. Không không thuận tay trái. Rồi. Nè 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 nè, giật ra, giật ra. Ta phát đại cào. Ok. Nhìn máy cười xong rồi đi kiểu nhìn qua nhìn lại xong rồi giới thiệu quan cảnh nha. Mọi người néo bên đây hết mọi người ơi. 3 2 1 đi. Thôi được rồi đó, được rồi đó. Cắt 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 cắt. Cái là đưa tay cao hơn á, đưa tay cao hơn cho nó rộng hơn á. Hiện tại là nó đang bị hẹp quá thì mình anh được quá lá lắc quá lại luôn ha. Ok rồi tụi anh đứng bên này xoay vòng qua đây luôn rồi xem đi lùi ha. Ok lùi vậy anh. Đúng rồi ok rồi từ đây nha, từ đây rồi 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 ok 3 2 1 diễn lùi đúng rồi. Ok cắt cái này bật sống rung coi lại cái nha. Ok một cái giống vậy nữa mà có chống rung. Xin đây xin đây xin đây xin đây xin đây 3 2 1 diễn. Cắt cái bước nhẹ nhẹ thôi, cái bước này mạnh. Yes sir. Giống chương trình thực tế chạy đua. Yes sir. Được á. Lại. Bước nhẹ thôi nha. Bước nhẹ thôi, chân mũi gót là được. 2 1 diễn. Nhắc tin ok. Cái vừa rồi em quay ok nhưng mà kiểu em bị lệch frame nhiều quá nên là cái đầu em ra khỏi frame á, ghé giữ cho nó trung tâm vậy nè, tầm này. Cái đầu ở giữa trung tâm thì cắt cái đầu. Dạ dạ. Lập lấy con này nè, bắn các bạn đang quay á. Thôi thôi. Đứng đây nè rồi xong bạn đi là em không bị dính, không bị in frame. Coi chừng cái chó phía sau nha. Anh đang canh nè. IC nè, đứng làm gì không biết nữa, đứng để chăm cái máy nè ông nội. Bị rung xong gắn mít. Gung xong gắn. Ủa? Gắn xong rồi tới chế độ. Mấy chế độ này để về sao không quay màn hình cũng được, nó quay màn hình chứ. Ủa chứ có mặt ro quá. Ngày quay màn hình. Mặt ro đúng không kìa không? Ừ. Mặt thôi đúng không? Ừ đúng rồi. Rồi 3, 2, 1, mấy chị ơi. Diễn. Cắt. Em lần luôn rồi. Rồi. À, quay lắp mic kìa. Lấy con 50 á. 50. Mic vô. Ừ. Giờ là bạn mới vừa ấy xong mình đưa xuống mình coi. Giống như cầm vậy nè. Cầm vậy nè, đưa xuống xong bắt đầu coi suột. Ok. Lấy một cái góc cái xéo đi luôn lộ tiếng. Đem cái iPad qua đây cho anh. iPad. Disconnected. Ok, máy đang trên là đưa xuống coi, bắt đầu giống như coi dữ liệu vậy. Ờ. Bị cảm biến á. Cảm biến nó chè. Em lấy frame sẵn ở dưới đi, đừng có tiêu lên. Bạn đã đưa máy xuống là vừa đủ tầm luôn á, không cần phải lấy cái máy đâu. Rồi. Thay máy luôn hả? Ừ, xong đưa máy xuống vô frame mà. 3 2 1 diễn. Cái kiểu mình coi hơi bị ấy quá. Mình đưa cái máy xa xa ra xíu. Để máy đừng coi gần quá, đưa xuống nghe nè. Ờ đưa xuống rồi. Đó rồi, tầm đó là đẹp. Ok. Đúng rồi, đi xin xét. Rồi, máy chạy luôn. 3 2 1 diễn. Lấy cái này trong túi ra. Bây giờ để nhét thế đâu ạ? Túi này đi. Ừ, ok. Đây đi. Ừ, ok. Lấy ra tạ đi. Tạ lấy cái tay lấy ra.
lại. Đây, đây. Cách mà lấy á, mình lấy sao mà cho người ta thấy cái mic á thì mình lấy vậy nè. Ôi giời ơi. Nó bị vướng đồ nhiều. À lấy bớt đồ ra đi. Mấy cái lận lưng tinh nè. Rồi, mình không cần phải tọt thêm công đoạn thọt theo túi đâu, mình cầm sẵn cái mic vậy nè. Cầm vậy giùm anh nè. Cầm vậy nè. Là em lấy em kéo ra nhẹ ra thôi cho nó ngưng ở chỗ nó dày xíu thôi. Được không? Em lấy nè. Rồi ok. Lập đặt tả cái áo nha, anh dịnh cái áo này nè. Dạ dịnh đi, em vẫn dịnh góc sao. Dịnh nè. Rồi nha, nhưng mà em cầm vậy đúng nha. Rồi 3, 2, 1, máy chạy diễn luôn. Rồi thêm lần cuối nữa. Cuối nữa là cuối. Rồi 3, 2, 1, máy chạy, rồi diễn luôn. Dính luôn. Rồi, tiếp luôn. Đấy. Lấy tay ra, xong rồi đút vô lại. Lấy tay ra, đút vô lại á. Không, cái là hồi nãy đút tôi ra vậy. Ừ, lại lên. Rồi 1, 2, 3, rút ra. Rồi, đứng lên, rồi đẹp rồi. Lắp vô đây, quay cái lắp vô. Lấy cây 90 á, chụp 90. Khánh nghệ sĩ. Ai ép được á? Đây ép à. Nhưng mà đây anh, đây anh đờ. Đây quên kêu ra chưa? Gai 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 gai. Gai vậy à. Đúng rồi. Em cảm ơn làm. Cảm ơn. Vậy không? Cầm vậy. Dạ, vuốt vậy. Ê, giờ để gì nhấn vô thôi nha. Dạ, em quay hai góc nha. Ừ. Là góc trên, góc dưới, cầm vô. Rồi, em bắt gặp tả đi. Rồi xong rồi em cần đẩy vô thôi. Dạ. Là ngón tay. Ngón tay, ngón tay, ngón tay. Ngón tay để dưới, để nó vậy nè, nó không bị. Rồi cái tay này, nó che cái máy lại xíu. Vậy được chưa? Bạn. Rồi đặt tả chỗ này là. Cần luôn nha. Ừ. Đó, trời ơi. Đây, xong nha. Máy chạy, 3, 2, 1, diễn. Vô ta. Mạnh lên. Mạnh lên, mạnh lên, mạnh mẽ lên. Mạnh lên. Rồi. Mạnh lên luôn. Ừ được. Nó không được một ta. Nó không được một. Đúng ba đầu hay sợ á. Sợ. Nhà giống tiếng mũi trăng. Rồi. 3 2 1 diễn luôn. Thêm lần nữa. Hay gù không? Thì dĩ nhiên cũng chứ, thấy nó cái độ trơ mà. 3 2 1 diễn luôn. Ok. Được không? À, cho em xin thêm một cái bộ ép nha. Ok. Chưa chưa. Diễn. Diễn. Chưa vô hết á. Tiếp đi lầm. 3, 2, 1, bác chạy. Diễn. Ok đó. Ừ. Còn một cái góc ngang ngang kia kìa. Bắt qua đây nè. Em cầm cái này nè. Dạ. Em giả bộ em đặt xuống vậy nè. Đưa vô vậy nè. Đưa vô, đưa vô. À, chắc là cầm vậy đi. Cầm vậy nè. Dạ. Ừ. À, bên này đi, lập bên này đi. Bên này dễ lấy rồi. Thấy góc. Ừ. Không, mình chỉ cần hờ thôi. Vô hờ. Vậy nè. Cầm đưa vô. Rồi, ngưng, cắt. Thấy không? Tới đây là cắt. Để, đó, ông phải cố định cái máy này để bạn lấy nét á. Cố định điểm này để bạn lấy nét á. Ừ, còn cái kia em đưa lên để vô sao cũng được, phải không? Quay, mà có top down rồi. Top down tí á. Top down đưa thôi con. Rồi, máy chạy, 3, 2, 1, diễn. Cộng ra tí đi, lấy cái mấy kia rõ rõ tí. Chủ yếu là cái mấy cái kia đặt tả cái hustle. À, rồi. Rồi, lấy nét đi. 3, 2, 1, máy chạy, diễn luôn. Cái nữa. Thôi, anh đợi tí. Chậm thôi, chậm lại thôi. 3, 2, 1, diễn. Nó bị kẹt á. Khánh ơi, hắt sáng cái Khánh. Rồi. Máy chạy, 3, 2, 1, diễn luôn. Đi được, mắt nữa. Cái này. Thêm cái nữa. 3, 2, 1, máy chạy, diễn luôn. Rồi đó. Rồi, cắt. Cái theo là cái auto exposure. Chưa bật steady, cha ơi, mới có gắn vô. À, bật chống rung, bật chống rung. Rồi quay màn hình. Thì cái đó bạn dây góc đó sao được anh? Nó, được. Ừ, nó lại đi, nó lại đi. Lấy khoanh lại cái chữ active mode giùm anh đi, để lát lên. Cái đang viên gốc lại không? Cho nó sáng quá. Khoanh lại cái chữ active mode này nè. Khoanh cái chữ active mode giùm anh đi, để anh quay lại sau. Lấy cho nó tối quay dễ hơn. Tiếp theo là đưa máy lên bấm rep. Cái chống rung anh bật chưa? Mới khoanh lại để quay sau con đi này, nói chuyện với mày trên trời. Ok, chống rung. Bật, chống rung. Thế em muốn coi storyboard. Mà cái cầm gì mà. Mọi đồng. Anh muốn coi storyboard hay gì? Vậy hả?
Tôi bỏ tao làm rồi. Chống rung rồi đúng không anh? Đúng rồi. Mặt chống rung. Ừ. Chống rung đợi để quá cây sao mày có điên không? Mày hỏi hoài vậy. Nó cứ nhai hoài luôn á. Dạ vậy đó luôn. Em xin lỗi em không có biết active mode là gì. Là biết tưởng là cái khác. Sự khác biệt chỉ là phần như nickname Facebook. Cục pin này mà nãy giờ mới bật lên hết luôn rồi. Anh đưa máy chơi chơi. Nãy giờ mình nói sớm hơn là kiếp nạn cái bữa qua ngày hôm nay rớt hơi nhiều nha. Hay la hay la. Anh đưa máy lên và bấm nút rep. Nó cũng quay quay cái viền báo đỏ. Ờ à, ok, cái đó vậy hậu kỳ luôn. Chứ giờ màn hình không thấy được luôn á. Nhân quay vật, không thấy màn hình. Nhân vật tự quay chính mình rồi. Thêm một cái đưa lên selfie nữa. Bắt đầu là lần 2. Đưa lên giống vậy luôn. Rồi là bắt đầu quay luôn á, lần này quay luôn. Rồi ok, xong. Đây. 90 rồi. 90 đi, cứ 90 đặt tả cái máy vô đi. Medium. Rồi em bắt 50 luôn. Tài quá. Mày gấp, mày gấp. Mày kiếp lượng nhau á. Dạt qua đây hết mọi người. Ba, hai, một, diễn. Lần nữa nha. Ba, hai, một, diễn. Cái nữa. Ba, hai, một, diễn. Giờ là footage quay từ máy này. Rồi thêm một cái nữa là mình sẽ quay Ủa mấy cái hình chụp mình có lấy không vậy? Hồi nãy em bấm giả không bấm. Không 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 có lấy đâu. Cho xin lấy bác cái Ừ đẹp anh. Anh chấm chơi con cá. Nhìn nghe á. Khánh đâu được nghiệm thu chấp này đâu. Nghiệm thu bằng cái đem ha. Rớt nước mắt, sổ trả thu. Trả thu lo luôn nữa. Lỗ luôn. Mười cái không rung á. Rồi đẹp trai rồi xong chốt đâu. Nói gì sao? Dạ. Nói gì chịu à? Góc nhìn của nhân vật khi cầm máy tự quay. Sao? BOV á. Nè gọi là ba. Dạ, cái này là ba. Rồi. Dạ. Rồi. Cận. Cận. Ở trong storyboard á, có một đoạn cận. Anh làm đó nha. Cận vô cái màn hình thôi á, đúng không? Ừ, mẹ mở storyboard tôi coi coi là cái gì á. Rồi nó vẽ là cái gì? Rồi quay có cái màn hình rồi có mặt của thằng đó ở trỏng á. Thằng đó nó đang coi lại cái màn hình có mặt nó ở trỏng á. À vậy thôi. Dạ. Mày bắt có gì? Dạ đúng. Ừ ok. Cái đó để lát quay sau. Dạ dạ ok. Mọi quay khoanh tròn lại cái đó cho anh đi. Dạ, để... tròn lại đi. Lát quay sau. Rồi ok, ai à, dừng lại ở một góc đẹp và đặt máy tự quay chính mình là bây giờ có chi bot nè. Thôi. Mình di chuyển qua bên kia lại đi. Di chuyển qua mình kho bạc lên. Cá một vấn đề. Anh theo âm like á là 10 giờ là cho anh ổn. Ừ. Bây giờ mấy giờ? Dạ bây giờ là 1:08. Làm nghề mà. Làm được hết á. Đưa anh gọi kịch bản cái làm. Kêu mọi người cứ di chuyển qua quán cà phê ngồi nghỉ tí nha. À, lập với lại cái len 50 ở lại đây. Với lại mọi người á. Rồi, để là lớp rồi. Cho phát qua quán cà phê luôn. Ờ quay luôn đi. Không, bây giờ mọi người qua bển quay tại bên này. Đó là chị đổi địa điểm luôn á mọi người. Bên đây tụi anh quay mấy cái cảnh bù thôi. Dạ. Đi qua bệnh nghỉ đi chứ. Rửa ác nữa tao anh qua quay tiếp liền á. Ok. Hậu qua bệnh nghỉ đi. Không nghỉ quá. Chứ lại luôn đúng không? Em này chờ. Đấy. Nè sờ thử đi. Nè cái bắt đầu đệt cái. Thử đây, thử đây, thử đây. Dưới. Ờ. Rồi cho đã ra đít đúng không? Ừ đây nè. Bây giờ không, bây giờ thành lấy máy này thành quay mấy cái S&Q, quay xe với lại quay gym này nọ nè. Thì cái này mình quay luôn, không cần diễn viên quay. Rồi ok. Vậy là tới. Để cái stop. Hả? Cái stop. Em. Quá đáng đừng có quá đáng nha. Đây bắt stop và quay từ Red Komodo nha. Đi quay chim đây. Hoa hả anh? Mới còn bước, mới còn bước. Nó nào qua đây vậy, bộ lay vô con bướm nó bay coi. Rồi ok, đẹp. Bướm bay vậy. Trời rồi nó bay. Hấp pin. Đúng cục pin luôn. Tất ghê. Đâu rồi, cái túi tao Hậu giữ rồi. Cái túi đựng pin thằng Hậu gì anh đem vô hả? Em chạy qua đó nha. Đâu để xem nào. Đi mọi người.